Xin chào mọi người đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì hôm nay Khanh sẽ tiếp tục bàn giao một con xe tải Jack N650 Euro 5 phiên bản mới nhất, phiên bản 2024 nha anh chị, mẫu 2024 này. Con này thì tải trọng là 6.8 tấn, thùng dài 5.3. Anh khách của Khanh là chỉ thích hợp chở hàng ngắn thôi nên là còn thùng ngắn. Ngoài cái con thùng ngắn này ra thì bên em còn có cái con thùng dài nữa. Anh chị em nào mà có nhu cầu lấy cái con thùng dài trên 6m thì đây, đây như cái con này nè, cũng N650 Blade phiên bản thùng dài 6m2 nè. Đó, thì xe có sẵn giao ngay. Bây giờ Khanh sẽ vô Khanh dán tem đăng kiểm, làm mọi thứ lên. Xe vừa bắt biển số BK lên cho khách hàng nè. Đó, xe rất là đẹp, biển số 8 nút. Rất là may mắn, hy vọng là anh trai sẽ làm ăn phát tài với lại cái con xe này. Rồi, hy vọng rằng tất cả quý anh chị đang có nhu cầu mua xe trong thời gian sắp tới hãy ủng hộ Khanh nha. Khanh sẽ cố gắng để cho anh chị là những cái con xe giá tốt nhất và những cái chương trình khuyến mãi tốt nhất cho anh chị. Rồi, bây giờ Khanh sẽ vô Khanh làm thủ tục để cho anh khách hàng của Khanh tranh thủ chạy về. Rồi cảm ơn mọi người, chúc chờ mọi người chờ vào trong, Khanh sẽ làm hoàn tiếp theo. Thùng nước ngọt. Dạ, bia bọt vừa chạy xe là nguy hiểm. Bữa tặng mấy khách mà khách hàng nói thôi giờ công an phạt nặng lắm không dám tặng. Dạ, thì cứ hy vọng là mình lọc lá thôi. Bây giờ em sẽ bàn giao giấy tờ cho anh Thuận nha. Thì xin giới thiệu mọi người, đây là anh Thuận, chủ xe của chúng ta. À, một khách hàng đã lựa chọn cái dòng xe tải Jack N650. Thì cái con xe này em tặng cho anh thêm một cái phiếu bảo hành nữa này, hai phiếu luôn này. Tổng là anh được 3 lần thay nhớt miễn phí. Đó là những vị khách hàng cái con xe Đức này, thường thường á là xe Jack á là nó chỉ có được một lần thay nhớt miễn phí thôi, là trong thời gian đầu tiên là anh chạy tầm khoảng là một tháng đầu hoặc là 3.000 cây, anh có thể ghé chỗ em hoặc là chỗ Tiền Giang bảo dưỡng, nếu mà anh có được thì ghé Cần Thơ cũng được. Dạ, nó có những cái địa chỉ, nhưng mà trước khi đi anh điện em để em sắp xếp chỗ cho anh nhé. Đó là anh ghé vô anh được bảo dưỡng miễn phí cho anh luôn, và lần thứ hai là ví dụ như anh được một lần anh sẽ lấy một tấm này của anh, lần thứ ba là được tấm. Một lần bảo dưỡng là tính ra là cứ gần 2 triệu đó anh. Đó là cho anh là thêm cái này là tặng riêng cho anh đó, anh Thuận. Cái này thì bảo hành 5 năm 150.000 cây. Nó sẽ có những cái chế độ bảo hành khác nhau chứ không phải cái gì nó cũng bảo hành 5 năm nha anh. Bảo hành 5 năm là chủ yếu phần động cơ, máy móc thôi, còn như vỏ cabin này nọ nó bảo hành 5 năm, còn như mà bạch đạn rồi này nọ thì nó bảo hành 2 năm 50.000 cây. Hoặc là rơ ly thì nó bảo hành 6 tháng 10.000 cây. Đó, nó có từng mục anh về anh đọc giùm em nha. Tối khó ngủ thì lấy đọc này dễ ngủ lắm. Dạ đó. Tiền thì xong hết rồi, anh đã chuyển đủ rồi. Giờ thì em bàn giao cho anh tiếp là cái hai cái tem đăng kiểm với lại cái giấy hẹn lấy sổ đăng kiểm. Để chút nữa anh để em photo cái này luôn, để em lấy sổ đăng kiểm, tại vì cái sổ đăng kiểm này đăng kiểm ở Bình Dương á, em lấy em gửi về cho anh luôn, không mất công anh chạy về gửi bưu điện về. Như bữa gửi bưu điện mà sợ nó thất lạc, như bữa nó chắc chết dở luôn á. Rồi để em không có cái gửi bưu điện đi em nó dặn kỹ là bỏ lên công nhận. Đúng rồi, bữa nó để em gửi cho, để chút nữa em lấy em gửi cho anh lại. Rồi đây là cái bảo hiểm dân sự của mình nha, bảo hiểm hai chiều thì anh đang cầm đúng không? Dạ. Bên ngân hàng. Dạ. Đây là cái thông tin định vị của mình, tại vì mình xe mình có kinh doanh vận tải á, thì nó sẽ có thông tin định vị GPS này nọ cái kiểu hết, thì thông tin của anh để đây thì em sẽ không đọc nha. Tên của anh nè, hai chữ đầu là viết tắt cái chữ cái gì viết ra thôi, đầu mật khẩu ở đây. Đó là anh về anh có đổi thì đổi. Nhưng mà cái app là tarif. Tarif ha. Dạ, chút nữa em tải cho anh luôn cho. Chút nữa em tải cho. Bây giờ chú ý mình làm thủ tục trước cái đã, chút nữa em sẽ tải cho anh. Còn đây là lệnh vận chuyển. Cái này thì ở tỉnh anh đi thì chắc ít hỏi, chứ mà lên thành phố thì người ta hay hỏi mấy cái này lắm, lệnh vận chuyển rồi giấy vận tải rồi này nọ, người ta hay hỏi. Đây có thời hạn của một năm luôn, cái này là có thời hạn một năm hết nha anh. Khi một năm sau thì anh cứ hết hạn thì anh cứ nhắn em, nó hết là hết chung. Ví dụ như là hợp tác xã này, định vị nè, bảo hiểm nè, đường bộ là nó hết chung một lần luôn á. Cái như nói em sẽ cấp lại, chút nữa em sẽ dán. Không, em bên em sẽ dán cho anh luôn, làm cho anh luôn, gia hạn cho anh luôn. Cái này gia hạn đâu đó tầm khoảng 1 triệu, cái định vị thì nó là 1.037.000 một năm á. Rồi còn cái này thì dạ, phí định vị trong đó nó có một cái sim mà đó. Ở đây thì cái bảo hiểm này là 1.871.000 bảo hiểm dân sự đó, mình chỉ có nhiêu đó giấy tờ thôi. Bây giờ anh tiền bạc mình xong hết rồi, anh là sáng anh kiểm tra giấy tờ chưa, kiểm tra xe rồi ok hết ha.
xe mình không có thay đổi nha, anh kiểm tra cho kỹ nha, tại vì khi mà xe ở trong hãng thì mình có thể mình nói được, chứ mà xe mà ra hãng ngồi rồi mấy ông kỹ thuật cũng khó nói chuyện với người ta lắm. Bây giờ mình kiểm tra, ví dụ như bà thấy nó chày hay là nó đèn nó không sáng hay sao này đó, mình nói giùm em nha. Thì biết rồi này, anh ký vô đại diện bên nhận giùm em nha. Rồi mình ra mình nổ máy mình kiểm tra lại, đèn mình lấy máy lạnh anh kiểm tra lại hết giùm em luôn nha. Giờ là mình chạy thẳng về luôn, mình có lấy hàng không anh? Là nhận hàng ở đâu anh? À còn cái phần thưởng quay thưởng chắc em nghĩ chắc phải tuần sau á, nhà máy cái đó là chương trình của nhà máy, còn công ty là nó tặng phú trợ cho anh á, vừa tưởng anh không được như thế này và cuối cùng cũng xin được cho anh á, hai lần thay nhớt cũng đỡ được 4 triệu á, nhớt luôn á. Không, cái này là phiếu này bảo hành ở đâu cũng được mà, Cần Thơ cũng được, Cần Thơ cũng được, Tiền Giang cũng được. Nếu mà ghé được những cái công ty của em á thì tụi em làm sẽ kỹ hơn. Bây giờ em ra xe dán cho anh mấy cái tem rồi anh kiểm tra anh xe lại giùm em nha. Để đó nè. Công ty em thì tặng anh là cái ba bô lăng lốt sàn rồi túi da đường hồ sơ. Bây giờ anh em mình ra chụp tấm hình nữa nè. Giờ xong hết mọi người, ảnh mua xe mà ảnh dễ lắm. Ảnh cứ điện thoại anh hỏi giá nhiêu rồi hỏi là cũng không trả giá nữa, nói nhiêu mua nhiêu à. Anh dễ tính lắm. Rồi anh cũng chuyển hết đủ tiền, mặc dù chưa biết khanh rồi cũng chưa biết xe là như thế nào. Bây giờ anh mới thấy là bữa đi bấm số mới thấy chứ anh cũng chưa biết nữa. Anh chỉ có nói là anh muốn mua xe vậy thôi à. Để em đeo cái mic giờ nghe. Đó là bây giờ hỏi anh Thuận là tại sao anh Thuận lại tin tưởng khanh như vậy? Thì trên mạng thì thấy nhiều khách hàng người ta sử dụng nó cũng uy tín nên mình chọn mình mua. Dạ. Là dễ dùng dòng xe này ha anh? À đúng rồi. Dạ anh thấy bây giờ anh lựa chọn cái dòng xe này anh thấy tại vì cái con N650 này á nó thùng nó hơi ngắn. Anh không lựa chọn cái thùng nó hơi dài xíu hay là cái đặt thù công việc của anh là thùng tại ngắn? Tại vì mỗi cái lượng hàng với lại đường xá mình đi đó. Dạ. Tại đường này nó xe này thì nó tải trọng nó lớn nhưng mà cũng ngắn gọn, mình cũng dễ vô đường nhỏ rồi. Dạ. Chứ xe bự thì nó khó. Dạ. Con này nó giống cái phiên bản mới của anh là phiên bản 2024 á, là cái gương này nó hơi xấu nè, nhưng mà thôi thì nó được cái bề ngang, cái thùng nó dài hơn thì bề ngang, nó thùng nó rộng hơn thì hy vọng là anh chở được nhiều hàng hơn. Bây giờ cái giấy tờ nó lòng còng quá, em bỏ lên đây xíu. Rồi thì anh em mình chụp tấm hình nha. Rồi ok cả. Dạ anh Thuận đứng trong, anh Thuận biển số xe cũng 8 nút cũng rất là đẹp, giờ tặng anh Thuận cái thùng nước ngọt, hy vọng là anh sẽ may mắn với cái xe này nha. Chụp hình đứng, chụp hình ngang luôn. Dán hai cái tem đăng kiểm này lên, lột ra dán hai tem đăng kiểm rồi dán lên đi, để anh dán cái hợp tác xã này lên để mình nghiên cứu cái chỗ nào, chỗ này đi, chỗ này là dán đẹp nhất. Chạy xe mà anh chị em nhớ cái phần này nha chị, là cái phù hiệu này nè, nó hết hạn là cũng phạt, cái cơ quan ta phạt cũng nặng á, đó là mình coi ví dụ như nó hết hạn thì mình gia hạn lại. Và mình gia hạn thì cái này được thì mình gia hạn là một thời gian dài luôn, thì nó cũng rẻ à. Gia hạn càng lâu thì nó sẽ tiết kiệm cho anh chị hơn, chứ gia hạn một năm thì nó sẽ nhiều tiền hơn nha anh chị. Cái này mà hết hạn mà đi gặp mấy anh giao thông là anh phạt nặng lắm. Bữa khách hàng của Khanh mới bị là phạt 12 triệu luôn. 12 triệu là anh nói về trên luật thôi, còn như mà chung cho anh ít thì anh cho đi qua, anh qua bỏ qua. Cái đó cái chuyện mình cũng biết mà, anh chị cũng biết mà. Bây giờ em sẽ dán lên, dán này chỗ này cho đẹp. Đó, ngon lành.
lành nha. Quá tuyệt vời. Anh Thuận ơi, anh nổ máy lên anh Thuận ơi. Để cho giờ khách hàng nổ máy lên để mà mình kiểm tra xe lại một lần nữa. Tại vì khi mà xe nó còn trong hãng thì mình phải kiểm tra thật kỹ nha anh chị. Ngay cả anh chị mua xe ở chỗ em hay là bất kỳ chỗ nào cũng vậy, mình phải kiểm tra thật kỹ. Đó, chứ khi mà xe nó ra khỏi tới công ty thì nó khó lắm. Ngay cả Khanh, có đỡ Khanh đi mua xe cũng vậy. À, có mấy cái chỗ chạy mà mình không nghĩ để ý, nhưng mà về mình mua về thấy nó chạy nhiều quá. Là anh chị rút kinh nghiệm, anh chị nên mua xe nên để ý nha. Bật đèn hết lên Thuận ơi, bật đèn, bật máy lạnh lên Thuận. Cái này anh Thuận về anh Thuận cắt cho nó bo vô trong đây anh Thuận. Tao đừng mà nữa về vậy. Dạ. Rồi anh Thuận biết cái chỗ nào không biết thì nói em chỉ nha. Để chút nữa cái đó, chút nữa đưa cái này nữa, canh gửi giùm nữa. Dạ, chút nữa anh cầm cái này với lại cái giấy ngân hàng nó đưa cho anh chưa? Cái giấy đó chút nữa đưa cho em, giấy đi đường á, chút nữa đưa cho em lấy em gửi cho anh. Qua tuần sau em lấy, đầu thứ hai tuần tuần em lấy cho. Giờ tôi giới thiệu mọi người sơ xíu. Con cái xe đi anh. Đường hả? Dạ. Giấy đi đường anh, giấy mà có cái cà vẹt của anh á. Cà vẹt photo á. Chụp đưa Khanh phải không? Dạ. Ông biết trong nó đưa cho anh chứ. Này giấy này nè. Có này. Chút nữa em photo cho anh một bản photo anh đi cầm đi đường. Rồi anh đưa bản chính cho em. Cái này có mấy bản lận, chút nữa anh đưa cho em một bản. Trong nó đưa hình như thường hai bản nè. Chút nữa anh đưa cho em một bản. Phù hiệu ha, cái phù hiệu cái tên xanh xanh. Đó bắt rồi. Đây nè. Ủa. Đây được Khanh bản không? Đây nè. Được Khanh bản không? Dạ đưa em một bản. Rồi với lại cái gì? Cái đăng kiểm ở đây đâu rồi, cái giấy hẹn đăng kiểm á. Anh mới cầm được nè. Rồi, giờ em xin hai cái này là em lấy dạ. Rồi. Ủa, rồi mình... Khanh mới đưa tôi một cái giấy hẹn. Chút em photo cho anh cái này. Cho cái này ha. Dạ dạ. Giờ giới thiệu cho mọi người cái con xe N650 tải trọng 6 tấn 8 này nha. Con này thì được cái tải cao, thùng ngắn, anh chị mà đi hàng rồi ví dụ như hàng nặng á thì lấy cái con xe này nó chở nó ok hơn, giá tiền tập tiền nó cũng hợp lý hơn cái con N650 vừa lớn, nó rẻ hơn đâu đó tầm gần 100 triệu nha anh chị. Con này thì giờ đâu đó tầm khoảng là 550 chưa giấy tờ đó, giấy tờ lên quanh nó tầm khoảng gần 20 nữa tầm 570, và khi anh chị điện với em á này sẽ có những cái chương trình khuyến mãi cho anh chị nữa nha. Đó, xe con này thì cái phiên bản mẫu mới 2024 này là nó kéo dài bề ngang thùng ra anh chị, lúc trước là chỉ có 2m4 thôi, bây giờ nó tới 2m, gần 2m3 luôn. Đó nên là anh chị sẽ thấy cái chỗ cái bánh này nè, cái thùng nó cao hơn, nó lòi ra ngoài hơn một xíu đó. Quay nè anh chị, tầm khoảng như đây nè, anh để còn vòng vô 10 đến 12 để soạn cái vòng vô đây. Đó, thùng này thùng tiêu chuẩn nhà máy thôi. Cái con này thì kiểu thùng này nó tầm khoảng đi tầm khoảng bình thường, nếu mà đi giữ kỹ đi hàng khô tầm khoảng 3-4 năm là chúng ta nên đổi cái thùng mới nha anh chị, còn như đi đồ nước thì nó nhanh xuống hơn đó. Bây giờ sẽ vô trong bật máy lạnh cho anh Thuận ơi. Có lạnh rồi ha, mọi thứ ok hết luôn ha. Anh Thuận này đi thời gian anh Thuận bọc ghế để da lại đi, nó rơi vào tầm khoảng 1 triệu mấy 2 triệu gì đó, bọc lại thì nó sạch hơn. Nhưng mà giờ mình đi, để mình đi trước đi cho nó mát, ghế này nó mát lắm, ghế nỉ nó mát. Chút nữa là photo lại cái đưa ấy nè. Dạ chút nữa mình, anh gần vô trong anh cầm giấy tờ vô trong em chỉ cho anh đăng nhập định vị, em tải định vị rồi cho anh nữa. Dạ xong chưa? Để em một xíu bị lên hả? Ok, cái cô em bắt cái biển số cho khách hàng mà cái bát nó không khớp nên về lấy cái bát khác. Rồi cái chắc Khanh sẽ kết thúc video tại đây rồi, để làm mấy phần giấy tờ còn lại cho anh Thuận, để anh Thuận anh về. Thì hy vọng là anh chị em nào đang có nhu cầu mua xe sau này thì cứ ủng hộ Khanh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.